Tại một số di tích, cơ sở thờ tự trên địa bàn xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đã xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền công đức, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Trước đó, vào dịp gần Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn, đậu Trà Bồ, di tích quốc gia trên địa bàn thôn Trà Bồ đã bị kẻ gian đột nhập với những hành vi rất manh động, cắt cầu giao điện tổng, bẻ phá bốn mắt camera, phá khóa cửa chính và phá khóa hòm công đức. Đối tượng đã lấy toàn bộ số tiền chẵn khoảng gần 10 triệu đồng. Mắt camera bên trong đình nó rất là cao. Thế đối tượng chắc là dùng thang tiếp tục giật ra, sáng hôm sau khi phát hiện thì ông Từ có báo với chính quyền. Còn đây là video do camera an ninh ghi lại hình ảnh kẻ gian đột nhập cậy cửa, phá khóa, trộm tiền trong hòm công đức tại chùa thôn Phú Mãn vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết Nguyên đán vừa qua. Mặc dù số tiền bị mất không lớn, chỉ khoảng vài 3 triệu đồng, tuy nhiên cũng gây bức xúc trong nhân dân. Đối tượng lợi dụng sơ hở do chùa chưa có người trông coi vào buổi tối nên đã thực hiện hành vi trộm cắp. Lúc đầu thì chúng tôi cũng chưa phát hiện được cậy khóa, thế thì vào thì kiểm tra thì cái hòm công đức nó bật tung ra và nó lấy tiền. Lấy thì toàn bộ là tiền chẵn, chứ còn tiền lẻ thì vứt vứt lại. Mặc dù công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu di tích tại xã Phan Xào Nam đã được chú trọng với việc lắp hệ thống mắt camera an ninh tại các khu vực này. Tuy nhiên, việc bảo vệ di tích còn bộc lộ không ít khó khăn bất cập. Do người làm công việc này là kiêm nhiệm, chưa được bố trí kinh phí phù hợp. Phần lớn là người cao tuổi ở địa phương đảm nhiệm. Lực lượng bảo vệ mỏng, thậm chí thiếu người trông coi vào buổi tối. Đây chính là nguyên nhân khiến những kẻ xấu dễ nảy sinh lòng tham, thực hiện hành vi trộm cắp. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã triển khai khôi phục hệ thống mắt camera tại đậu Trà Bồ, nâng cấp hệ thống tường rào, hệ thống khóa cửa, cử người trông coi thường xuyên, đề cao hơn nữa tinh thần cảnh giác. Ủy ban xã đã mời tất cả các ban quản lý cũng như các đồng chí trưởng phó thôn của ba thôn có cái tổ chức lễ hội đã về có cái chỉ đạo và tăng cường cho công an xã và ban chỉ huy quân sự xã đã về để có cái phối hợp để đảm bảo công tác an ninh trật tự, không cứ gì những cái ngày lễ hội mà xuyên suốt ra là cả năm là sẽ làm tốt hơn công tác này.